Đi mấy cái tiệm thăm mấy viện lụm.
Mình tính chưa sư phụ, cho con nói chuyện với phụ ra đi tiền thăm sư phụ rồi con mong mấy tháng này con không. Con muốn chỉ con sang đến này con xin sư phụ con chạy về rồi. Và con không dám phiền sư phụ nó vì con sư phụ cho đi nhiều rồi. Thế con tính làm biên thơ mà con sư phụ nhiều việc quá đó. Con không dám biên thơ nữa vì nhà con bà ấy, và con nó đau có sạn trong thận thành hai chỉ tiền thất con mua vé bay hết rồi con không đi được nữa. Vì sao con coi cái tiền tam đó. Con gọi con khóc mà con lúc cháu nội con sang nó lớn cao con phải đóng cửa lại nữa. Con khóc quá rồi. Nó thật lòng con thấy hôm nọ con bảo nếu mà không có vé máy bay con lên trên đường con gặp mấy vị đồng bị ta sư con hỏi về giờ sao con sang thăm sư phụ được không? Không bảo bảo về ngồi thiền nữa con ngồi thiền thêm. Rồi con ngồi thiền thêm thì con cũng không thấy gì cả. Thế trong con mới khấn sư phụ con bảo là sư phụ là đấng tối cao. Sư phụ là đấng tối cao. 24/24 lúc nào con cũng để sư phụ để mà cho mong sư phụ cứu con. Thế con khấn hoài thế xong thì hôm con nghe tiếng bảo máy bay sư phụ cho sang con mừng quá. Thế con được đi lúc cũng đang trở ngại. Lúc con đi đến 8 giờ thì con lên máy bay từ lên để ra phi trường để bay đi ở San Diego đi lốt thì 7:30 có máy bay rồi. 7:30 nó cho đi luôn. Đến lốt mới có máy bay đấy bay đi mà con có tiếng Anh không biết đó. Thế tự nhiên là có người tôi đưa ra dẫn xa từ máy bay từ lốt mà cho ra đến chỗ để bay sang bên này. Thế là có người dẫn cho 3 người chúng con đi. Thật là tất cả những gì sư phụ đã an bài chúng con lên đây chúng con chỉ nhòm sư phụ rồi con về cũng được. Còn nếu mà sư phụ không cho con đi chúng con trốn đi sang đây cái sư phụ tròn với trộn con về được. Có thật là lòng của con có sao con nói vậy. Chứ không có dám... I didn't say you. Dạ. Sư đâu có nói người nào cũng vậy đâu. Vâng. Người nào có người thôi. Vâng. Còn quý vị đi theo sư phụ đã lâu rồi, sư phụ cũng biết chứ không phải biết. Đâu phải nói cái gì đâu. Không có là con nói hôm nay là con nói cái... Con nghĩ sao thì con nói vậy. Đa số là không có thành tâm. Có một hai người ấy thôi. Qua mà cứ lo vấn đề vật chất này, không có nghĩ tới vấn đề vật chất không thì nó ủ quá thì còn bao nhiêu sức gia đình. Mình nhắm mắt lại mình không thấy gì chứ. À, đêm con nằm con mơ đó thì cái kỳ trước con có cúng dường một số tiền. Thế rồi sư phụ bảo sao ta sẽ cho mày hơn. Tự nhiên gửi cho con 2 cái chết nhiều hơn gần bằng rưỡi. Con không dám khoe đây ạ. Thế nhưng không nói cho sư phụ bảo là khoe khoang nhưng mà tự nhiên cho cái chết 2 cái chết về con gửi giả người ta không nhận ta bảo cho là xài. Thì theo sư phụ có thật là có chết không con có chứ không phải con nói. Con nói là 100% chứ không có phải dám nói cái đó là con. Nếu mình cho thì mình sẽ được thêm. Nhưng mà không phải gì mà biết vậy rồi mình cho thêm con người nó tính nó vậy á, cái đẳng cấp mình là cao, mình tự nhiên trời Phật sẽ đối đãi mình tùy theo cái đẳng cấp đó. Chứ không phải thấy người ta nó bố thí sẽ được nhiều rồi ráng bố thí đặng cho được không được, nhưng mà mình phải học, mình phải học, mình phải học. Nếu Phật nói vậy thì mình ráng mình làm, chứ còn làm mình cố ý rồi nghe ngàn đồng nói cho rồi cái sư phụ cho 1 cấp rưỡi cái mình nhìn trong 1 ngàn lấy 1 rưỡi cho. Con lúc đi với sư phụ con sợ quá vì con run quá là con không dám nói một cái gì hết sư phụ biết đó. Ai nói con cũng cười không về cười thưa sư phụ con có nói người ta là người ta có la con đó. Con bảo tôi đi rửa nghiệp tôi van quý vị tha cho tôi sống. Con đòi tất cả những cái gì con để con đi rửa tội rửa nghiệp con thôi. Con không dám nói cái gì sư phụ con chỉ sợ là con tuổi con thì nó lẫm cấm có gì làm cái gì sư phụ la dù buổi về thì có thấy thế nhưng mà cũng hên là không sao hết con mừng quá con về con mừng quá được lòng quá biết giữ mình rồi. Dạ. Thì đâu có ai nói gì mình đâu. Vâng. Hiểu không? Vâng. Biết khép mình khiêm nhường rồi cho con biết lòng mình cái gì mình nói cái nhiều không nè phải không? Dạ. Nếu mà đi cộng tu thì biết cái 12 tuổi lúc nào tuổi nào cũng tiền không biết cái chân người hỏi người ta cũng được hỏi đồng tu cũng biết mình cần nhiều đó hỏi. Thôi mấy ông sư. Hả? Dạ. Hả? Đi cộng tu bài con biết tại sao mà có đây gì tối thì cho mình thường muốn có gì nữa. Có đi cộng tu hả? Dạ đi cộng tu mỗi đêm đó sư phụ. Đi ngồi đó ngủ ngủ. Nhiều khi muốn hỏi bài bà là sư phụ chú ý. Không biết cái chuyện gì nói, kêu hỏi đại thì tiêu gì. Hỏi nặng cho sư phụ dòm. Tại thấy sư phụ không dòm mình á, con lực quá. Ai mà cũng dòm á, sư phụ không có để ý mình mà ngồi đây mình là đẹp nhất đây. Cộng tu nhiều nhất đây. Cúng dường nhiều nhất đây.
con sắp sửa muốn đi xuất gia đi. Có ý niệm mấy chục năm rồi muốn xuất gia đi. Tại khai nó có nhiều cách, nhiều người nó nghĩ vô nhiều lắm, không có biết đâu. Có đặc biệt gì đây mà sao không thấy gì lên trên rồi hả? Nói nhiều rồi, mấy chuyện gì nói có ít lời lắm, mấy chuyện nhỏ nhặt hành chánh mà cứ ngồi đó hỏi hoài ở mấy chừng nào nữa hả? Ghi tên sao ghi luôn giấy tờ, cái giấy điền tiền thông ấn ở đâu đưa giùm luôn cho rồi điền giùm luôn đi. Cũng nhiều người thiệt lắm, nó lệ cho họ cũng con cháu làm gì làm à. Con bảo con đi. Thế nó về hồi xưa là cũng rồi nữa. Làm mệt lắm, không có gà, không có tiền. Chứ còn cũng mắc sao cái không biết, cũng chút ít rồi cũng chay. Chay giờ luôn, bỏ luôn, không cúng diện nữa. Hai năm nay khỏe. Năm nay đến mẹ khỏe nhất rồi. Từ hồi nhỏ bây giờ, sư phụ bây giờ không biết tại sao. Hồi nhỏ cũng vậy đó, mỗi lần mà Tết Noel á, còn là Tết của họ, sư phụ mệt lắm, bệnh hoạn vậy đó. Tết hôm nay cũng vậy á, xỉu lên xỉu xuống, mà đau mà tới. Đau cái một đứt ruột đứt ra, xỉu á, đau mà xỉu luôn. Xỉu rồi tỉnh dậy chứ mới đau nữa, còn có lúc xỉu mới hết đau. Nó xỉu không, không biết đau cũng đỡ, mà tỉnh dậy nó đau nữa. Ờ, à, ở đây sao? Bữa nay nói chuyện với đồng quan mà chẳng còn nó à sư phụ bệnh là phải mà tại vì Tết nhất á nó sát sanh nhiều. Noel thì cũng vậy thôi phải không, cúng rồi bị dông rồi cái ăn nửa đêm đó, bao nhiêu con gà tây gà tàu gì nó bị giết hả. Rồi Tết nhất là Tết tàu á, wow, sát sanh biết bao nhiêu vậy. Trên thế giới biết bao nhiêu người tàu, Việt Nam, người Trung Hoa, người Tây, Đông Phương đó sát sanh quá trời, nhất là cái nước tàu đó xung quanh này nè còn là sát sanh mua rồi. Chưa một chịu hết nổi rồi, hiểu không? Bây giờ mình ăn chay nó là đỡ lắm rồi. Hồi xưa mình chưa có biết là Tết năm nào cũng sát sanh đầy hết, chứ mà không biết từ đâu là phước đức gì đó. Ông bà mình cũng bị mình kéo xuống luôn, giết gà giết vịt cúng, tại vì người ta mà mình giết. Cái đó là nghiệp của người ta cũng phải gánh một ít chứ. Mặc dù người ta không hiểu mình. Trong kinh Địa Tạng có nói rõ ràng á, những người nào mà chết đi mà con cháu làm gà làm vịt giết theo với bọn cúng dường đó hả, vì người đó mà cúng hả, thì người đó nghiệp phải trị xuống á. Mặc dù người đó ví dụ đang ở cảnh giới cao á thì cũng bị tụt xuống một chút, mà sắp đi lên thiên đàng á phải chậm lụt lại hoặc là xuống cảnh giới thấp một chút, mà đã ở địa ngục thì còn nặng nề thêm, hiểu chưa? Còn lẽ ra không có xuống địa ngục được, bị lôi xuống đó nữa. Như vậy mà nó hiếu đạo cái chỗ nào? Quý vị về coi kinh Địa Tạng hay đừng nói sư phụ nó láo. Sinh con đẻ cái ra cũng vậy nữa. Ngày sinh nhật đó mà mẹ sản phụ với con nít mà làm gà làm đồ cho anh đó là cũng mừng đó. Làm cho mẹ con cũng chướng ngại đau khổ nữa, bệnh hoạn. Nhiều khi tới mất mạng nữa là khác. Hôm qua đọc cái hiệp ước của Thiên Chúa Noel nó không biết không? Nói rõ ràng đền mạng á, mạng đền mạng á. Của cái ông Hoàng, ông trời coi về nhân quả đó biết không? Nhưng mà ông cũng thừa lệnh thượng đế mà làm đó, phải không? Phải nói không nghe phải làm vậy. Còn mà thượng đế tối cao á là cái gì ngài cũng tha được hết. Nếu mà mình nghe lời ngài thì cái luật nhân quả này ngày gì có một thì nó thôi, bây giờ nó hối hận rồi thì cái này dẹp, dẫn nó đi con đường khác. Còn khi nào mình không nghe, mình mới ở trong cái vòng luân quả đó, nhân quả luân hồi đó, hiểu chưa? Còn khi mình đã nghe rồi ngài sách đầu bó ra, cái này không có thuộc về trong đó.
đó. Thành ra cái luật của Thượng Đế nó có luật cao, pháp luật cao. Chứ không phải nói tại sao mà nói có nhân thì có quả, làm ác thì sẽ gặp các câu đó. Giờ con làm lành thì không biết bao nhiêu mà làm ác thì chắc cũng không tránh khỏi. Mà tại sao bây giờ sư phụ nói là nhất kiếp khai ngộ một hiện đời giải thoát, mình không giải thoát được. Rồi nói là chuyện nó bắn xong rồi sư phụ giải hết cái tội nghiệp, cái nghiệp trước của con làm sao được. Làm gì có chuyện đó, có chứ. Khi nào mà anh không có biết lỗi của anh còn muốn chìm đắm ở trong cái vòng luân hồi sanh tử, anh còn làm ác nữa, tiếp tục gieo gió gặp bão nữa. À, thì dĩ nhiên thì giao cho cái ông kia, ông trừng trị, cho cái luật pháp nhân quả họ coi sóc. Mà khi anh đã muốn vượt cái đó rồi, anh không muốn gieo gió gặp bão nữa, không muốn làm gì nữa, anh muốn trở lại con đường thiện á, thì Chúa sắp đầu bỏ đây á, bên khác chứ, thấy chưa? Giao cho bên khác cai trị, nó không có còn dính líu với cái bên nhân quả hành pháp bên này nữa. Nó là như vậy, hiểu chưa? Bỏ luôn, xóa hết. Thí dụ ở đời này cũng vậy, nhiều khi con cái hoặc là người thân của mình làm cái gì lầm lỗi mình quá đáng nữa. Thí dụ nhiều khi ngoại tình ha, thôi đi ra ngoài làm chuyện gì làm cho mình rất là thương tâm, nhưng mà sau này về nhà hối hận khóc lóc năn nỉ, mình nó từ đây không bao giờ phạm nữa, sẽ về mà cố gắng ngoan ngoãn chăm sóc gia đình để đền bù những lỗi xưa. Mình người phạm mình còn tha thứ đây, yeah. Phải không? Yeah. Còn nếu anh không có hối hận, anh cứ ra ngoài kia anh bày bạo lộn xộn hoài thì nhất định mình không có cái màn tới nữa. Anh có đau có chết có bệnh có làm gì đó mình cũng không có thể biết tới, để cho anh bị hành hạ, bị cái sự đàm bẩy của anh nó trừng phạt anh, bị cái sự uống rượu làm cho anh đau khổ, bị cái sự ngoại tình làm cho anh bị bỏ rơi, bị đau khổ, bị cắm nước gì đó mà kệ anh, mình đâu có đụng tới anh. Nhưng mà anh ta về nhà rồi anh bỏ cái con đường kia đi rồi về nhà thì mình mở rộng vòng tay, mình nhận làm một nhân vật trong gia đình nữa chứ, thì mình cũng chăm sóc giống như những người trong gia đình thôi. À, cái chuyện cũ thôi chứ, thấy không? Con nhớ thì nhớ chút thôi chứ không thể đuổi anh ra ngoài kia cho anh chịu khổ nữa sao, phải không? Anh đã về rồi à, đại khái là vậy. Thì Thượng Đế cũng vậy thôi, mình đã quay đầu rồi thì Thượng Đế nhận vô trong gia đình của Thượng Đế. Này, còn nếu mình không quay đầu, mình còn ở trong, muốn ở trong cái gia đình của nhân quả thì mình ở trong đó mình sẽ chịu những cái luật pháp, những cái công bằng, những cái thưởng phạt ở trong đó. Là nó nhất đời khai gì đó, tập tức khai ngộ một đời giải thoát là vậy đó. Có cái đó chứ mà không có. Con cái hư hỏng bê tha mà hồi đầu quay về gia đình là cha mẹ nhận liền á. Rồi từ đó thì sao là con ngoan, con đâu có ai kể chuyện hồi xưa làm gì nữa. Thấy không? Ở trong gia đình thì cũng giống cái cảnh hồi xưa êm ấm thôi, cũng có người chăm sóc thương yêu thôi, chứ đâu có mà chịu cái cảnh phong ba bão táp như cái kiểu mà đi leo lỏng ngoài đường nữa, phải không? Hai cảnh giới nó khác nhau mà làm sao nói là nó dính bên kia được, có hiểu chưa? Bây giờ hồi xưa là mình muốn ở trong cái luật nhân quả mà mình làm cái gì làm trời làm đất làm em bà không có luật pháp á, thì dĩ nhiên ở trong cái vòng kia mình chịu, mình chìm đắm trong đó, mình chịu thưởng, chịu bạc, chịu khổ, chịu sướng ở trong tùy theo cái hành động của mình. Nhưng bây giờ mình về với Thượng Đế là cái đây cái cảnh giới nó khác, bảo bọc nó chăm sóc, nó thương yêu tha thứ, nó không có dính líu gì với cái cảnh giới cái cảnh ngoài đường kia nữa, mà nó giống y như vậy thôi. Vậy nó dễ hiểu mà nó vô cùng là hợp lý đó. Nhưng mà mình phải về đúng với gia đình chứ không phải nói là tôi hồi đầu rồi cái xong ha. Nói tôi trong tâm tôi hồi đầu rồi cứ việc cứ ở chung với mấy người hồi xưa du đảng hoặc là cứ đi ngoại tình cứ leo lỏng rồi kia vậy, rồi nói tôi hồi tâm được rồi nha, nó nói tôi hồi đầu rồi nha, chứ đâu phải. Thành ra cũng giống như đi tu thì cũng vậy, phải tìm cho đúng cái vị mà đại diện cho cái gia đình của mình đó, hoặc là mình nó về đúng cái chỗ gia đình của mình á, nó đại diện cho người, tìm cái người nào mà đại diện cho Thượng Đế, gia đình của Thượng Đế đó, mình nhập vô nó mới đúng. Bà. Tại nhà của anh ở đây mà anh cứ đòi ở bên kia rồi làm sao tôi chăm sóc cho anh được. Rồi anh ơi tôi không chăm sóc cho anh. Rồi anh ơi gia đình anh bỏ bê anh, tại anh không về với gia đình mà. Có hiểu không? Nói hồi đầu về với gia đình thì phải về với gia đình. Rồi chia sẻ cái trách nhiệm trong đó. Và thưởng thức cái tình thương ở trong đó. Và có quyền lợi và có trách nhiệm thì mới được. Có hiểu không? Cũng như vậy.
Bây giờ mình về cái chỗ này mình tu hành lại đúng cái chỗ gia đình Thượng Đế mới được. Dạ. À, cái người đại diện cho Thượng Đế chịu trách nhiệm cho gia đình của mình thì mới đúng. Chứ không nói tôi tu đâu cũng được, tại sao phải bắt phải tu phép của bà, tu với bà, đâu không phải tu với bà. Tại cái nhà anh ở đây, cái chỗ anh ở đây, anh phải về đây mới được. Dạ. Chứ không phải về với bà. Bà nào cũng được, ông nào cũng được, miễn là cái nhà của anh thì thôi. Dạ. Phải không? Dạ. Bà nào cũng vậy, ông nào cũng vậy, không phải cái nhà của anh thì cũng có anh nhập vậy hết trơn. Dạ. Có hiểu vậy không? Dạ. Ví dụ bây giờ anh hồi đầu rồi, anh không có leo lỏng, anh không chơi bời, anh không có dung đạn hay là anh không ngoại tình nữa, rồi anh cứ ở ngoài kia anh làm cái nhà riêng của anh. Rồi anh cứ đòi một mực thì cũng đòi có gia đình, cảnh gia đình ấm cúng như hồi xưa, rồi có mọi người quay quần với anh như vậy. Mà anh làm cái nhà riêng, cái chòi anh ở đó. Rồi anh nói anh đã hồi đầu rồi mà sao không thấy gia đình ấm cúng gì, không thấy ai chăm sóc, không thấy ai thương yêu, không thấy ai quay quần bên anh hết. Thấy anh ở riêng mà. Dạ. Có hiểu không? Dạ. Dạ. Thì tu hành cũng vậy thôi. À, Thượng Đế sai người xuống mình kéo con nó về với cái gia đình Thượng Đế thì phải có một hai người nào đại diện đó, mình mới kiếm người đó chứ. À, đúng đường mới được chứ. Dạ. Tại sao mình biết đúng đường? Tại mình tu rồi mình có cảm ứng. Dạ. Hoặc là những người xung quanh mình có cảm ứng, không ít thì nhiều cũng có. Dạ. Người thì có rất nhiều, người có rất ít. Mình có ít hơn nhưng mà cũng có. À, hoặc là mình coi rằng mình không có đi nữa, hoặc người xung quanh mình có nhiều lắm. So với cái người không có, người có rất nhiều. Ít nhất nó cũng vậy, mình mới biết là mới đúng với nhà hay không chứ, phải không? Dạ. Chứ rồi, ví dụ bây giờ ha, một đứa con leo lỏng ở bên ngoài dung đạn hoặc là đi ngoại tình rồi bậy bạ gì đó, rồi bây giờ hồi đầu về nhà rồi thì nói là đúng rồi, về nhà đúng nhà rồi đấy, ai cũng nói nhà là nhà của anh đây đúng đấy. Nhưng mà thấy người ta cũng ấm cúng gòn đủ, người nào cũng thân thể khỏe mạnh rồi, cũng có lòng tự tin rồi, thấy trong nhà có vẻ sốc vác với nhau, có vẻ đồng kết nhau, còn mình sao vô tôi thấy cũng hơi lạc lõng quá, hình như không có, chưa có thuộc về đây đâu, không thấy có ấm áp gì bao nhiêu. Tôi thấy còn có cảm giác tội lỗi này kia, cái đó tại cảm giác tội lỗi mình đã làm ra, mình chưa có rửa hết. Dạ, dạ. À, thế nên mình chưa có cảm thấy hội nhập trong cái gia đình được. Nhưng mà sau này mình sẽ thấy, mình thấy những người khác ấm cúng và cũng chăm sóc mình là mình biết cái này nhà của mình. Nhưng mà mình tự mình chưa có cảm thấy vô được là tại vì cái cảm giác tội lỗi này nó nặng quá. Ví dụ vậy đó, hoặc là cái thân thể mình đi leo lỏng chơi bời ngoài đường à, nó lâu rồi nó bệnh hoạn, về nhà chưa có kịp hồi phục. Cho nên mặc dù gia đình chăm sóc cho mình chưa cảm thấy thân thể mình khỏe, mình chưa thấy tinh thần mình nó lên, chưa thấy cái lòng tự tin mình nó lấy lại. Cái đó là bởi vì cái hoàn cảnh mà quá khứ của mình nó tạo ra. Yeah. Chứ không phải mình chưa đi đúng đường, tại vì những người khác đều thương yêu chăm sóc cho mình, và những người trong gia đình đó đều có được những cái quyền lợi mà mình cảm thấy như là mình muốn có. Thì mặc dù mình chưa có cảm thấy mình có nhiều, nhưng mà những người kia có và chăm sóc cho mình là mình biết cái nhà của mình. Hiểu chưa? Chứ mình đi leo lỏng mình mới về mà làm sao mà cái cảm giác tội lỗi mà nó trâu chảy liền cho được, phải không? Rồi bởi vì mình có cảm giác tội lỗi đó cho nên mình toát ra cái bộ không khí nó hơi cách ngăn một chút. Thành tuy là người gia đình thương mình nhưng mà cũng chưa thấy thì đồng một thể được, cũng chưa thấy hòa hợp nhau được, cái lư nó sẽ thành. Yeah. Yeah. Thấy người ta lo lắng cho mình, thấy người trong nhà đều nó ấm ấm êm hạnh phúc, cũng giống như hồi xưa mình mong muốn về làm biết. Tại khái gì mình tu hành gì mới vô, nhiều khi nghiệp chướng nó còn nhiều, cũng chưa có, mặc dù nó rửa sạch nhưng mà cái âm hưởng nó vẫn còn. Rồi mình cũng cảm thấy áy náy vậy đó, bây giờ cái linh hồn mình nó áy náy, nó khép nép như vậy. Thì sau này mình, nhưng mà mình thấy những người kia khỏe rồi, người ta vô đâu rồi, người ta khỏe rồi, tự tại, tự tin, cái gì cũng có hết. Thì mình biết là mình ở đúng đường, đi đúng đường. Nên từ từ mình vô, chứ nhưng mà không phải người nào cũng vậy, nhiều khi người mới nhảy vô có khỏe liền. Nên người ta cảm giác tội lỗi ít, ví dụ vậy đó. Hoặc là cái lúc người ta đi chơi bờ leo lỏng, người ta chơi ít. Hoặc là người ta đã biết cơ hội, biết cái lúc đó. Hoặc dù là đi chơi bờ leo lỏng nhưng mà vẫn biết hồi tâm về gia đình, cho nên đi về, mới về là hội vô liền. À, còn những người đi chơi bờ leo lỏng quá sức rồi quên hết, trong cái là bài bác gia đình, chữ bói gia đình này kia, rồi về thì dĩ nhiên nó còn an lại hơn. Đại khái nó như vậy thôi, giống y như người tu hành. Không có gì lạ, phải không? Yeah. À, con cái dù có leo lỏng chơi bờ tội lỗi cái mấy mà đã hồi tâm đã chạy về nhà sống với cha mẹ gia đình, là cha mẹ gia đình nuôi liền. Yeah. À, mở rộng vòng tay liền, phải không? Yeah. Không có đuổi nó đi ra ngoài nữa. Từ đó những cái cảnh khổ ở ngoài đường này, những cái đầu đường xó chợ, những cái cảnh leo lỏng nó đâu có dính gì tới nó nữa, nó đâu có còn phải chịu nữa. Dạ. À, đâu có còn phải cái còn cái gì phải
phải chấp nhận nữa, thấy không? Dạ. Bây giờ toàn là cảnh gia đình thôi. Dạ. Em ấm thôi, sung sướng thôi. Dạ. À, dù mình có tự tin hoặc là mình có hòa hợp hay chưa không đi nữa, cảnh vẫn là cảnh gia đình em ấm, không có phải cảnh lêu lỏng ngoài đường nữa. À, thì như vậy người tu hành cũng vậy, theo pháp môn Quan Âm, theo cái đúng một vị mà thầy mà đại diện cho cái chân lý đó, là thượng đế sai xuống đó, thì cũng vậy. Dù là mình cảm thấy ấm áp liền hay không có đi nữa, mình cũng biết là cái đó là cái đúng con đường của mình, và mình không có còn nhân quả nghiệp chướng nữa, bởi vì mình vô một cái đường khác rồi. À, như vậy đó, hiểu chưa? Dạ. Nó đặc biệt rồi, dễ hiểu không? Dạ. Chuyện nó mắng xong là một đời giải thoát, là nghiệp chướng tiêu trừ, năm đời siêu thăng gì đó hả? Sao mà không dám nói vậy? Thấy không? Thí dụ như con của anh về sám hối với anh rồi, rồi bỏ nhà về sám hối, bỏ đường, bỏ cái cuộc sống lêu lỏng chơi bời vũ đảng, đi về sám hối với cha mẹ rồi. Có người cha người mẹ nào mà mắc cỡ mà hoặc là không dám nói rằng từ đây tới sau cha bảo đảm con đời sống an ninh, con ở đây không sao, con không có chết đói chết khác gì, cha mẹ nuôi nấng cho con, nhà cửa ta có đầy đủ, con khỏi có bị cái cảnh mà du đảng ăn hiếp đồ hoặc là nằm đường xó chợ như hồi xưa nữa. Cha mẹ thì dĩ nhiên có lòng tự tin nói chứ, phải không? Có người cha mẹ nào mà không dám nói không? Muốn ta biết gia đình ta có được của cải mà con cái ta về dĩ nhiên ta phải nuôi chứ còn nói gì nữa giờ. Yeah. Nuôi mà nuôi đàng hoàng chứ. Yeah. Nó đã về nhà rồi làm sao nó bị cái cảnh mà đầu đường xó chợ nữa. Yeah. Thì nói vậy là đúng chứ gì đâu mà ai nói không đúng được. Yeah. Thì cũng y như vậy. Một vị thầy nào mà biết cái trách nhiệm của mình, biết cái đường lối của mình thì dĩ nhiên nói một cách chắc chắn chứ. Yeah. À, các người đi theo ba thì thế nào cũng được siêu thăng, cho nên Đức Chúa Giê-xu nói gì? Ai mà theo ta là đời đời sống trong ánh sáng, không bao giờ đi về trong bóng tối nữa, à, không bao giờ biết bóng tối gì nữa. Đức Phật cũng nói vậy, à, người nào mà theo Phật rồi là giải thoát luôn, thành Phật thành Bồ Tát rồi đi lên xứ Phật luôn, không có đọa tam đồ khổ, tức là không có đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh nữa, thấy không? Ừ. Mà cái là sáu con đường khổ cũng thoát luôn, nó tùy theo cái sự tin tưởng và cái sự tu hành của mình, nhé. Ít nhất là thoát tam đồ khổ, tức là không có làm địa ngục, không có sa địa ngục, không có làm quỷ đói và không có làm động vật súc sanh á. Còn nếu mà tu kỹ nữa thì vượt qua sáu đường luôn, tức là làm trời, làm người, làm thiên, làm Atula, làm gì cũng gì vậy, hết không có làm nữa, đi lên làm lên cõi Phật luôn, được chưa? Yeah. Phật nói như vậy, ông biết ông muốn nói cái gì? Yeah. Cũng như cha mẹ mà thấy đứa con leo lỏng nó đi về mà nó đã sám hối thì nó lôi con ở nhà đấy chứ không đi ra ngoài kia cho nó leo lỏng, mà kia bị tụi nó đánh đập con du đảng con bộ hoặc là tình nó phụ bà con về đây chết rồi, về đây thì nhà em ấm thôi, gia đình ông bảo đảm thôi, từ đây thì sao không có bị leo lỏng ngoài đường, không có bị đói khát, không có bị cuộc sống không quá bất ổn nữa, cha mẹ ở nhà sẽ thương con, lo lắng cho con đủ thứ, con muốn làm gì làm, từ từ con kiếm gì con làm cũng được, hoặc là giúp đỡ cha mẹ đây cũng xong rồi khỏe. Yeah. Cha mẹ dĩ nhiên chắc chắn nhất. Yeah. Cái chuyện nó dễ quá gì mà nói không được. Yeah. Phải không? Yeah. Thì cũng giống như vậy. Cũng giống như Minh Sinh thôi. À, cái chuyện làm của người ta sao không chắc được. Ví dụ quý vị muốn đi học tiếng Anh rồi tới một ông thầy, ổng tốt nghiệp ở Oxford hoặc là ở Cambridge. À. Master degree of English. Rồi hỏi anh có dạy, anh có dạy tôi tiếng Anh được chưa, bảo đảm cho tôi biết đọc cái gì không? Tôi cũng thành giống anh không? Ông nói được chứ không được. Nó nói ông không nó vậy thôi, là ông nói nó khoác, ông nói láo không? Ông biết cái tay của ông, biết cái bổn phận của ông mà sao nó không nói láo? Thì học thử biết liền gì đâu. Phải không? Mà quét đường mà kêu hỏi em có dạy được tiếng Anh không thì nó nói trời ơi, tôi có nghe nói ông hồi xưa giờ có một ông dạy tiếng Anh chứ hồi giờ tôi cũng chưa biết tiếng Anh là cái gì nữa, hiểu không? Thì dĩ nhiên là vậy, cho nên thường thì mấy những cái ông thầy nào kêu ông thầy đó mà nói trời làm gì có mà một đời khai ngộ cái gì á, tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát năm đời sinh ra, cái đó là nó
bảy á, là biết hồi đó giờ chưa có biết tiếng Anh là gì đó, kiểu quét đường á, hiểu không? Tiếng Anh mà cũng chưa có biết tới rồi cái gì nữa, chứ đừng có nói biết ông thầy nào dạy tiếng Anh. Mà biết mà dạy mà 3-4 tháng cái đó tiếng Anh rớt rớt cái kiểu đó, hồi đó giờ chưa nghe được. Quét đường không à? Cầm rúi có đụng.